em đến phòng gym của BBT thì em nên tập máy này cho biết, máy tập chuột cái. Tập về quýnh bồ, quýnh máu. Đây. Không phải ép mà anh gán dẫn cái lưng ra cho đẹp, thằng camera đang quay làm sao. Thôi ép gì mà ép. Vô. Đứng lên. Nhầm nhò gì? Xuống từ từ em. Không xuống nhanh quá sốc tạ. Đừng nhẹ gì cũng được, đừng nhẹ gì cho nó cả nó nghe con cũng được. Ép lần vậy nè. Đó, ép vậy mới là ép nè. Gym nữ tâm kinh, cực phẩm gymmer, thước tha đầy mạnh mẽ. Rồi bây giờ anh chỉ em một bài tập khác. Bài tập này cũng khá là đặc biệt, giang hồ rất có lắm. Cái máy tập cái dạng này nó kêu là máy BBL. Nhớ nha BBL. Thì sau buổi tập này có một bài tập nhỏ nhỏ về cho nhà em về nhà đó, em lấy điện thoại em lên nước mạng đó, em coi coi anh Duy Nguyễn ở bên quận 9, anh Duy Nguyễn đầu tư vàng BBL hết nhiêu tiền. Chứ anh nói hoài nó nói anh nổ, em khổ mệt quá. Bài dễ lắm, gọi là mẫu vô thử, úp mề vô đây. Đứng trên vị trí này. Mề. Đúng rồi, em lùng lùng em đứng đây, chính xác. Rồi, chính xác. Cái này nè, cái này kéo kéo lên xíu má ơi, chứ không quay cái vụ này chết luôn đó. Rồi, rồi cái này ngửa ra, đừng có dựa vô nó dẹp. Nó mới khó đó. Rồi cầm cây này lấy ra. Hai cái này lấy ra, ok, chính xác. Rồi, giật mạnh ra. Đúng rồi. Đó, thả cho nó gần ngay vị trí này. Đó, căng chưa? Xuống lại căng ở đây. Vị trí này là đúng. Không có cầm thẳng tay đâu, rồi xong rồi kéo lên thở ra. Nó giữ lại nè, kéo lên. Đó. Nghe vị trí đó. Canh sao nó méo xẹo vậy gái? Nhìn thấy không? Đó, kéo cho nó ngay ngay vô. Đó. Rồi, xong rồi, thả xuống. Chỗ này là yếm khí nè. Đó, giật thở ra nè, đó. Thở. Đó. Rồi, ok. Động tác là có tiêu, có kêu là libero. Libero hay lever rồi đó. Quên kêu. Anh kêu là toàn đi baro không. Đó. Để tập lưng nha. Rồi. Form vẫn sao ổn chưa? Rồi, dứt. Ok. Xong rồi trải về chốn cũ, người ơi. Lạn qua đây. Xong rồi leo xuống lấy cục 5 kg gắn vô. Ok. Rồi làm lại nè. Dứt. Libero. Rồi. Giật lên. Rồi thả xuống. Chắc nhẹ mà đúng không? Nhẹ quá. Ồ. Chính xác. Tập bài này trước đi, mốt mới qua bài rô cái được. Đó. Đúng rồi. Rồi. Tiếp tục mỏi nhảy. Tiếp tục mỏi nhảy nha. Hai, tiếp tục mỏi nhảy. Mỏi rồi thả đi, từ dưỡng sức còn nhiều bài lắm. Nhẹ quá lên tả. Ok. Nhẹ quá để làm gì? Tập nó phê. Không phê tập nó rên, mắt nó có nheo, nhìn nó có hấp dẫn. Vô. Nhiều kiểu đỡ rồi lắm mày. Có tiền PT đó nặng như nè. Cái này là có tiền PT. Rồi. Thật ra cái này nó nhỏ nhỏ cho mày. Đỡ này nó cũng có cái hay á. Cái này nó cũng có cái thú vị á. Mày biết rồi hả? Rồi thôi. Xuống. Vô. Rồi xin giới thiệu với em và các bạn, đây là chiếc máy tập BBL có tên là BBL Lat Pull Down, là cái máy tập tốt, khá rất là tốt cho cơ lưng mà là duy nhất luôn, hầu như nó không có sự thay thế. Em bây giờ học kiến thức nha. Máy tập của BBT á, hay là cũng là cái cách mà cái thước đo cho những cái máy tập mà những cái phòng mà nó chuẩn 5 sao thế giới á, thì nó sẽ có cái hệ máy BBL, là cái hệ này là cái hệ bán phi quay rất là ok. Bên cạnh đó nó có thêm cái hệ BBS và BBD, là cái hệ căn bản ở dưới lầu 1 Bình Tân á, anh tập rồi đó, là kêu là BBS với BBD.
Còn cái máy ở dưới là 1.9 đó là máy BA, cái đó còn độc quyền dữ nữa. Rồi xong rồi tới BBL. Đó, nhớ, nhớ từng cái máy. Mà để tập cho từng cái nhóm cơ trên cơ thể chúng ta thì hầu như là mỗi hệ nó sẽ có một máy. Mỗi hệ, ví dụ như em vô BBS nó cũng có cái máy lap pull down nữa. Đó, là cái máy em tập bên mình tăng đầu 2. Em cầm kéo kéo đó, nhớ nhớ. Ok. Còn này là PPL thì em sẽ tập để em hiểu được cảm giác khác nhau giữa hai cái máy này. Giả sử như con nào giành máy còn biết đường mà né. Rồi, tay cầm bình thường. Rồi, lôi xuống, gác chân vô. Chuẩn không? Bây giờ em nhìn xuống cái chốt màu vàng vàng này nè. Nó hơi cao. Vô quay cái chốt màu vàng vàng luôn đi em, đừng ngại em. Anh đố em chứ, anh đố em với mấy bạn chứ cái chốt màu vàng vàng này dùng để làm gì? Để di chuyển. Hả? Kéo ra di chuyển. Kéo ra di chuyển cái này đúng không? Đầu óc của em còn khá là trong sáng. Cũng cái câu hỏi này, anh hỏi cô mua đồ trước làm việc với anh đó. Người ta nói là cái này là thiết kế dành riêng cho phụ nữ. Tại vì cái này nó sung sướng, làm cho phụ nữ happy, yêu thích. Cái anh hỏi nó em lý giải sung sướng chỗ nào. Lúc đó anh còn trong sáng giống như em vậy đó. Xong rồi cái nói anh ngồi sát cho đi mới hiểu. Anh ngồi sát cho đi mới hiểu. Rồi kéo xuống. Kéo xuống tập bình thường. Cái chỗ cao. Đó ổn chưa? Cái này nè. Cao. Cao đúng không? Cao thì giờ thôi gác cây ra đi. Em nắm cái chốt sung sướng để em chỉnh đi. Nó cao thì em ngồi sát vô. Tại cái này nó nhỏ, cái đùi vô nó bự thì nó đó, đó. Lúc này là sung sướng phát huy nè. Gần gần phát huy rồi. Gần chạm. Ờ gần chạm rồi đó. Cái này em phải là điểm G nha các bạn. Cái này là điểm gì không biết nữa. Rồi. Dứt. Đúng rồi, đó. Không cần sâu quá đâu. Rồi ok, rồi. Lên. Chính xác. Tại vì bạn nữ này đã tập cái máy BBS rồi nha các bạn. Nên nó cùng chung cơ chế. Này chỉ khác cái máy thôi. Ngay cái tay nè. Nhớ xuống vị trí này cho anh cho nó an toàn. Rồi. Đó. Đó, tập đi. Dứt cái lưng nó không. Mốt là con bướm nó ngay đây ngon lắm mà. Giờ bướm nó chưa một lông. Nên bướm nó còn vậy đó, bướm nhỏ. À. Rồi. Bữa nay đi không thành tóc biếm nữa ha. Rồi, đúng rồi đó. Đó. Chính xác. Chính xác. Đó, chính xác. Chính xác. Thấy không, dạy nó dạy một người nó có sự khoa học và nó có giáo trình đàng hoàng các bạn. Nó khó là khó ở những cái bài BBS, cái BBD đầu tiên á, rất là khó. Còn khi mà họ lên tới cái máy bán free way này rồi á, thì họ đã có được cái lượng thức căn bản rồi. Mình nói họ sẽ lãnh hội nhanh hơn. Giữ, ơi, giữ lại quên. Cái vụ mà lưng là phải giữ nhớ chưa. Nói, không phải giữ vậy, mất cảm giác ở cái căn này nè. Rồi, thả ra. Giữ vài giây thôi. Rồi uống súp đi. Ok. Đó. Vô. 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 Vô, đó là nhẹ quá. Tập chưa đã. Vô. 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 Tinh thần thôi chứ có đỡ gì đâu mà. Vô. Trời la ghê vậy. Vô. Trời, mấy chục cái rồi đó. Sao hay giá trị BT chưa? Rồi, thôi lên tạ được á. Ok. Vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mùi. Mùi thôi anh. Mùi thôi hả? Căng cơ mắt nhắm nghiền, căng cơ và tận hưởng. Rồi chưa, sướng chưa, căng chưa? Căng rồi. Căng rồi, buồn rồi, ngồi thả ra tạo luôn đi. Ok. Nhìn giống chim cút quá. Ok chưa? Người đâu thiếu 5 cơ 5 ký luôn. À, rồi bây giờ anh sẽ giới thiệu cho em một cái máy độc nhất mà không BT nào dám chỉ hết. Thật ra nó có máy ở đâu chỉ. À, cái máy này là phải tập thôi. Tại vì mình đến với THOL là gì? Linh hồn là thiết bị.
Em đi khắp cõi nhân gian không có phòng gym là linh hồn thiết bị. Anh đi qua Mỹ với biết bao nhiêu tiểu bang rồi, anh vô phòng gym từ cùi tới VIP luôn. Em biết bây giờ ở bên Mỹ vé một ngày nó kêu là one day pass. Cái gói cái vé one day pass nó lấy anh 50 đô. Mỗi một ngày thôi đó. Mà máy thua xa lắc, máy không bằng ở đây. Đó. Mà ở bên Mỹ, anh không có nói là nước Mỹ không có nha các bạn, nên đừng có chụp mũ anh cái câu này nha. Tức là những cái anh đi khảo sát, anh đi rất là nhiều phòng gym. Đó, tức là những phòng gym mình đi thôi. Đó, nên mình không có ý là mình nói ở bên Mỹ không có phòng gym mà nó cao cấp như vậy. Các bạn đừng có chụp mũ mình đó, tội nghiệp mình lắm. Rồi, nhưng mà cái phòng gym mà nó có được những cái máy này gì đó, thì nó lại không đầy đủ. Tức là nó còn ít thôi, nó không đầy đủ. Nên là đây là gì? Một cái sự gì đó nó cũng là duyên là nợ. Thì em đến phòng gym của TBT thì em nên tập máy này cho biết, cái máy tập chuột cái tập về quýnh bồ máu rồi, tập cho vui thôi. Rồi cầm vô đây kéo, rồi cầm vô đây kéo hai cái tay để sai sai khỉ khô gì là cầm sao cũng được hết á, tại cây này tự do em muốn cầm quay ra quay vô gì gì cũng được hết. À tức là sai là hai bên không có điều đúng không? Rồi ướp vô đây 77 cái gì á này lên nè nè, cái ghế này chỉnh cao cao chưa, cái cô chỏ lùi đây tập trung đứng đây đi khổ quá rồi đó. Được anh kể vậy mà xưa anh sinh viên đi dạy kèm nhỏ kia lớp lớp 11 mà nó tối ngày nó anh tập mà nó nô ra rồi căng lắm em. Nhưng mà thôi lúc đó anh là đối với anh là tiền là quan trọng. Tiền là quan trọng nha. Mà cái này thấp quá không ta? Thấp quá em chỉnh này lên nữa nè. Nói rồi cái ghế này quan trọng là cái cặp đó của em nó phải nằm trên mới được, nằm dưới mới được đó. Đó. Rồi ok. Ok. Được rồi. Rồi em tì vô. Đúng rồi. Rồi. Rồi kéo lên nổi không? Nổi không? Nổi. Cái cơ chế này nó hơi lạ lạ nha, em chưa tập cơ chế này bao giờ đó. Khó quá anh. Khó khỉ khô gì, kéo lên đi, kéo lên nổi không? Nặng quá đúng không? Kiếm cục 2,5 kg đi. Tài yếu quá. A few moments later. Rồi, ok. Nổi chưa? Nổi. Rồi thả ra. Tới đây kéo lên, kéo lên. Không nổi hả? Trời ơi trời. Thôi vô. Rồi, vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thả ra từ 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 từ. Rồi ok, cảm giác chỗ này thế nào? Căng. Mỏi không? Mỏi. Bây giờ nếu mà không nổi tập trung tay, tập một tay thôi, tập một tay. Tập một tay, tập trung cái lực về tay này. Đó, em phải để cái ta thấp vậy nè, nó cái người vậy nó mới có lực. Bạn em hiểu không? Đó, ok. Đó, gắng kéo đi. Tập cho khỏe. Đó. 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 Ô, em tự làm mình được rồi kìa. Ghê chưa? Thầy cứ giữ luôn. Ghê chưa? 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 Đổi tay đi em ơi. Dạy bánh bèo chứ có nào đổi giới tính không trời. Vô bánh bèo cái gì quẹo quẹo ghê vậy. Rồi vô 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 vô. Rồi hả, từ từ căng 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 hạ xuống. Rồi xong uống sức đi, lên lầu với anh. Ok em. Rồi Duy Nguyễn tiếp tục giới thiệu đến em và các bạn cái máy tập pro này, các bạn biết rồi nhưng mà chưa chỉ cho nữ thôi. Rồi đối với nữ tập nhẹ nhàng xinh xắn thôi nha các bạn. Rồi cách chỉnh máy bình thường như model ngồi vậy là đúng rồi đó. Thì tại vì model con khúc chịu thôi chứ giờ sao giờ. Rồi cầm tập. Đó, cái kia nữa, hai tay đàng hoàng em. Rồi kéo vô, nó giống như máy BBS thì thôi. Dạ. Cái vụ này quay hoài nha. Cái vụ này hoài nha. Rồi, kéo ra đi. Kéo vô, cười gì? Đúng rồi. Xin lỗi anh. Ok. Rồi. Nó kéo đúng rồi đó, thả ra, từ từ thả ra. Rồi kéo vô. Đúng rồi đó, tập đi. Đó, con bướm xinh, con bướm ngu xì.
Vô. Đúng rồi đó. Em biết được chút xíu về freeway rồi đó. Okay. Tập đi, tập đi. Ok. Rồi. Lên tạ đi. Lên tạ đi, 5kg nữa. Thấy quấn cái khăn mà thấy có cảm tình thiệt quá. Dạy cho này cưng. Hai cái tay cầm vô đây nè. Đó. Thả vô đây nè, ok. Cái logo phải nằm vậy nè. Cái logo nè. Thor Dream phục vụ cuộc sống. Nhớ chưa? Nó hùng cái đi. Ứng gì? Rồi. Rồi vô tập. Cần support nói không? Support tự tập đi. Trời má ơi, ghê quá, thôi vô support. Này thế support độc quyền của Duy Nguyễn, đừng bắt trước nha mấy ba. Đừng bắt trước nha. Này thế độc quyền rồi. Nha các bạn, độc quyền, không bắt trước à. Anh ép nhiều quá. Không phải ép mà anh gán dẫn cái lưng ra chỗ đẹp, thằng camera đang quay làm sao. Thôi ép gì mà ép. Không, đó, rồi chưa? Được chưa? Ok. Ép bằng vậy nè. Đó, ép, vậy mới là ép nè. Ok, rồi thả ra đi, được rồi. Mà thấy phê không? Thấy vô nhiều không? Trời ơi, bao phê. Phê này là phê kép mấy bạn. Bạn biết trong kinh tế lợi nhuận kép không? Còn này là phê kép. Trên ghế này chắc ngồi được hai người chứ không to toan luôn. Này hơi căng, lấy ra nó hơi căng. Chưa, anh phụ kéo mới được. Rồi vô nè. Ok, chỗ này ổn. Trời má ơi. Bạn nhìn cơ luôn nè, không đẹp chưa? Cơ dữ á. Không nhìn cái tay dữ đẹp ghê á. Tập trung đi chị. Nè, thả nó tới đây nè, ok. Kéo vô nè, ok. Nè, kéo vô. Nữa thôi. Nữa thôi. Thôi. Thôi thả ra luôn. Ok. Rồi. Phê chưa? Hay không? Rồi, ok. Tốt. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.